liệu gì đó lên mày nó xuống cái màn ghê tay mượn như đánh đấy cũng như đấy mình được cái màn đầu cái màn của chị Giraff. Chị Giraff đang bị thức thế khá là nhiều so với Mẫn Nhi. Mẫn Nhi rất là lên từ mình cái chỉ bao xa lượng tiền Giraff đang ngang bằng với lượng tiền của team đỏ, nhưng ta đang team xanh đang vẫn thua team đỏ với số mạng số kill đã giết được. Liệu có cái màn rách hay không? Có rách đã chạy một cái màn rách lực của bạn không dễ theo, nhưng đó là chạy thứ hai đánh được vị trí. Và rừng của bạn rất là tỉnh và lấy cho mình đang farm mình những con quá nhỏ. Giraffe đang chạy lên, hình như hàng có con đang có bị có phần AFK rồi hay sao ấy không biết, chắc là gì rồi bị mẹ ganh chơi mà bị mẹ ganh không được. Đây là vị trí của Giraffe đang rất bụi đang canh ke, rất là hay tới đó là cho mình được cái song đào và táp. Tại là có một cái tỷ số vàng khá là cao, tại là đứng đầu bảng với 5,1k vàng. Giờ đó đang canh ke thì người ta có thể giữ mình cái chỗ đầu tiên cái này không. Team xanh đã mất cho mình cái chỗ đầu tiên ở bên đường trên đường tà thần. FF đấy rồi, mình một cái long không xa đang đánh rừng của mình đang không thể nào đánh bại được rừng của team bạn. Đây là cho mình đầu tiên, không phải đầu tiên của cho các bạn đã số. Thì mình đang thấy rất là nhiều. Đúng là do vấn đề về tổ tác nên team không thể lấy những thứ hạng cao trên trong trận đấu ngày hôm nay. Chà, chỉ đã đây lấy mình được cái chỗ đầu tiên ở đường trong. Và anh ta chưa khá là bẩn vì anh ta đã tự mình xâm chiếm vào lấy được cái chỗ đầu tiên của khu vực đường rồng. Mà chưa bẩn quá. Dĩ rách này bị dí. Cảm giác King God đã bị lên bảng điểm số bởi Tuấn Khỉ. Xin lỗi. Tuấn Nguyên tên giống nhau quá, khá là khó đọc cho mình cách tơ. Yêu cầu các player đặt tên đàng hoàng, đừng có gây nhầm lẫn cho cách tơ. Và Mẫn Nhi đấy, mình là cái trụ đầu tiên của team xanh ở đường khu vực đường rồng. Lại đang canh ke rất là hay. Hiện tại do vấn đề tự tác hay là sau đó, và rất là do team không được luyện tập trước nên là đánh khá là không cương tài công sức trong ngày trận đấu ngày hôm nay. Nhưng cũng lấy cho mình được cái chỗ đỏ đầu tiên. Lấy được Tuấn Khỉ đã lấy cho mình, Tuấn Sinh Quy Đàn đó, mình được cái chỗ đầu, cái chỗ thứ hai trên khu vực đường tà thần. Giờ đang mất cho mình được cái chỗ đầu tiên của khu vực đường mít. Mình đang có cái đoạn này rất là rồi nên rút về đó. Hãy đã bắt hành số bởi những nhi, Mẫn Nhi các bạn rất hay. Đây, hiện tại đang farm cho mình những Mẫn Nhi rất lên cho mình được cái rìu và bị nó chả hồi máu. Vậy đó là rất. Mình nói ngày hôm nay Mẫn Nhi đó là bạn đánh số bởi Double kill đến từ vị trí của rừng của team xanh đánh rất là hay, anh ta đánh rất là cháy. Sau nhiều lần thọt mạng thì anh ta đã lên lại cho mình, anh ta đã đánh cho mình được. Trận đấu ngày hôm nay có những pha dừng đánh rất là mãn nhãn đến từ vị trí của các team. Trận đấu ngày hôm nay Tuấn Sinh Willen đang farm mình con chim ở khu vực đường ra trong. Anh ta cũng khá là có kỹ năng đấy, nhưng anh ta không thể nào mà đánh bại được con khỉ bên kia. À không phải, con gấu bất khí này. Hiện tại một player bên team xanh đã bị mẹ ganh rồi hay sao đó, hay là do vấn đề tối tác, hay là do vấn đề cáp quang mạng thì không biết. Anh ta đã nóc vào. Điện kim này có con bát này, thiếu người có con bát hay không, nếu có thân kim đỏ đấy cho mình cái tà thần, con tà thần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Phải mọi thứ vẫn ổn
chiến đấu khá là gay cấn cho đến giây phút cuối cùng. Flo đang múa rất là hay, Flo đang múa, Flo có chạy được không, Flo có đứa mẹ được không, Flo đang chạy, Flo đang bị dí, Flo đang bị dí, Flo đang bị dí, Flo đang quay lại, Flo lên và nó có đổi cũng đi. Điều rừng có thể làm được gì không, rừng đang múa, rừng đang múa rất hay. Chỉ cho Rat đang cành kè trên đáy khu vực cho mình, cũng là chạy đầu tiên trên khu vực đường giao thông. Chỉ là Linh cho Rat đang yếu máu, mình chạy được không, chạy được rồi, rất là hay, một rừng của Tinh Xanh đã bị lên đánh số bởi tìm bởi còn Rat tìm bạn. Trận đấu khá là kịch tính nhưng tỷ số đang nghiêng về bên tìm đỏ nhiều hơn là tỷ số là tìm 3-9T nhưng mà ta đánh về gắn kết. Hào đã chưa quay lại cho mình hiện tại cho vấn đề cấp quan nên là trận đấu này có thể vẫn tiếp tục mặc kệ anh ta đang nghĩ gì. Thì mẹ đã thả con rồng trên, thả con tạo thần đầu tiên trên đường rồng và Flo đang múa, Flo đang bị múa, Flo đang bị hút bởi. Thì mẹ đã cứu người, có biết đây không, chạy tướng khỉ, tướng xin gái, tướng xin như đây nó chạy. Nhưng mà người đã bỏ mạng trên khu vực đầu tiên trên đường rồng. Tạo thần đang tiếp tục di chuyển xuống khu vực đầu tiên. Đang giao tranh trên khu vực đường rồng, liệu có đánh được không? Đó khá là khó khăn đến từ vị trí của những player. Vì đó đã mình đang được cái mạng của tính viết. Rất hay, rất hay. Trận đấu ngày hôm nay khá là kịch tính về đôi bên, rất là tương tài công sức. Nhưng lượng vàng vẫn đang dẫn cho vị trí của team Blue. Đang cướp rừng đến từ vị trí của FF Silas. Tại chúng ta đang điểm qua những player trong tham gia trận đấu ngày hôm nay. Team đỏ có Mẫn Nhi 2K3, 3 chữ T Tuấn Khỉ, 3 chữ T Khôi Núp, 3 chữ T Tính VIP và Crush. Đến vị trí của team xanh là vị trí A ớ là Hào có mập nhưng mà do chữ cái tên khá là ghét nên là Garena đã không cho hiện. Thứ hai là Linh Sinrad, 3 là Tuấn Sinbulen, FF Sila Slat và chiêu Gerard. Bên này lấy cho mình được 2 con rồng nhưng bên team đỏ vẫn đã lấy cho mình được con tạo thần đầu tiên. Anh đang căng kèn để bắt lại không? Chỉ khá là tình ý đến từ vị trí của Gerard. Ta đã bắn ở đây 2 các phương chí mạng. Nhưng với khôi đớp thì anh ta đang chơi một con khá là trâu nên là những cái vấn đề nhỏ thì không xứng đáng gì với anh ta. Thì đang bắt lại không? Khôi đớp đang chạy và đang biến mình cho về tới đây để hồi những lượng máu đầu tiên. Tuấn Sinh Vy Lan đang đánh mình phản khu vực đường ấy nhưng không đánh lại dễ được con cá này, còn cá này đánh rất là hay. Tính viết đánh rất là hay, mọi người có biết cho mình người ta đang đẩy với mình khu vực đường dưới, lấy cho mình được cái khu vực, lấy cho mình được cái chỗ đầu tiên ở khu vực được chưa cấp chứ đó, lấy cho mình được cái khu vực liệu có lấy mình được cái khu hay không. Còn có lấy được cái chỗ thứ hai của khu vực lúc chưa cấp. Nhưng đối với team đỏ bây giờ thì lấy mình được cái chỗ đầu tiên với thứ cấp là quá đủ rồi. Đây bắt, rừng của đang rừng bên của đang bắt, chúng ta có chạy được không? Chúng ta đang chạy. Ta chạy rất hay, ta né được cú kéo của Khôi Đúc. Mẫn Nhi đã full đồ, Mẫn Nhi đang canh kè. Vị trí của player này vẫn do vấn đề mạng vẫn chưa thấy vào được. Cuối cùng của Leo này đã cũng đã di chuyển trở lại rồi. Tôi là mừng cho team này. Team này đã quay trở lại với một vị trí khá là an toàn. Cuối cùng ta cũng di chuyển, thật là mừng cho team này. Nếu mà thêm chút xíu nữa thì team này có vẻ là thua. Tôi cũng nghiêng về vị trí của team đỏ nhiều hơn. Team đỏ là team những người anh em mà tôi đã quen biết ở cách đây không lâu. Còn team xanh, team blue thì hạ lên đánh rất là triển vọng. Anh ta đang dẫn cho mình những đội quân phía sau. A red team tower has been đúng là Hào có mặt. Tôi lại bắn đúng rồi, đánh 5 số. Đã lấy cho mình được cái trượng hay không? Tôi định lấy cho mình đâu có thể kết thúc trong trận đấu như phút ngày hôm nay. Ta đã bắn trượng cái trượng đó phía sau. Và thêm một lần bị ép thì cuối cùng tiên xanh cũng lấy cho mình được trong chiến thắng trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu khá là kịch tính đến từ hai team. Xin mừng team xanh đã giành cho mình chiến thắng.
anh thấy mới bị té trong phòng tắm.